Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny rất là may mắn mượn được chiếc VinFast Thềm của một người dùng tại Hà Nội các bạn nhé. Một chiếc VinFast Thềm, và đây chính là chiếc VinFast Thềm đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng cũng như hoàn thành đăng ký đăng kiểm để ra biển số Hà Nội các bạn nhé. Một chiếc VinFast Thềm này thì của một anh chủ ở Hà Nội. Anh đang sở hữu chiếc VinFast Lux SA 2.0 bản full option và đã độ spacer cho bánh sau cũng như độ hệ thống ống xả bắp rang bơ mà mình đã từng quay cho các bạn rồi nhé. Và đây là chiếc VinFast Thềm màu đen anh mới tậu và đã hoàn thành đăng ký đăng kiểm để ra biển trắng Hà Nội. Chiếc này thì full black luôn các bạn ạ, full black luôn. Đây mình sẽ quay nhanh, sau đó sẽ trải nghiệm một chút xem nó chất như thế nào các bạn nhé. Đó, chiếc này full black này. Sau khi hoàn thành đăng ký đăng kiểm ra biển ở Hà Nội thì xe sẽ phải mất thêm đâu đó khoảng 8 triệu đồng các bạn nhé. Chiếc này thì anh ấy mua với giá ưu đãi được khuyến mại còn 73 triệu. Thời điểm đầu tiên đó các bạn, thời điểm đầu tiên những khách hàng đầu tiên đăng ký mua xe thì được khuyến mại tiền đăng ký đăng kiểm khoảng 8 triệu đồng. Và như vậy thì với 73 triệu cộng với 8 triệu thì tổng chi phí bỏ ra là khoảng 81 triệu cho chiếc VinFast Thềm. Đó, anh thì chiếc này thì anh ấy mua pin các bạn nhé, mua pin chứ không phải là thuê pin. Nếu các bạn thuê pin thì các bạn sẽ mua với giá 64 triệu cộng với mấy trăm nghìn tiền thuê pin hàng tháng đó. Đó, chiếc VinFast Thềm này màu full black luôn các bạn này. Full black cực chất luôn. Chi tiết thì mình đã từng giới thiệu cho bạn khá là nhiều rồi. Đó, mình cũng có khá là nhiều cái clip giới thiệu các bạn rồi. Đây, biển số này các bạn này, 29MD136310 các bạn nhé. Đó, theo như chia sẻ của anh thì cái đợt mà anh đi đăng ký biển ấy, cách khoảng tuần trước. Sau khi đi đăng ký biển thì đến cái cơ sở để bấm biển đấy các bạn, cơ sở công an cảnh sát giao thông để bấm biển ấy, thì mấy anh cảnh sát giao thông còn thậm chí còn không biết đây là mẫu xe gì các bạn nhá. Nếu như không được giới thiệu thì cũng chưa biết là mẫu xe gì, bởi đây là chiếc đầu tiên được đăng ký tại đấy luôn các bạn ạ. Chiếc đầu tiên được đăng ký tại đó. Và mình nhớ không nhầm thì trong cái thời điểm mà anh ấy nhận xe chỉ có 2 chiếc được bàn giao. Một là của bạn Huy với màu bạc ở Hà Nội và một là màu đen như thế này. Trong thời gian tới thì sẽ có nhiều xe được bàn giao hơn. Vừa rồi thì VinFast đã hoàn thành một lô nữa được đưa về Hà Nội để chuẩn bị bàn giao. Đó, các bạn nhìn này, chiếc này full black luôn nhá. Đây mình bật cái đèn lên nhìn cho nó đẹp này. Đây, cái màn hình của nó này các bạn này. Đó, cái màn hình điện tử này rất đẹp luôn các bạn nhá, màn hình điện tử. Cực kỳ chất luôn. Hiển thị rất nhiều thông tin, mình cũng đã từng quay cho các bạn rồi. Đây là cặp đèn LED định vị này các bạn này, cặp đèn LED định vị tạo thành hình chữ V ở chính giữa, nhìn rất ấn tượng luôn. Và hai cái bóng bi-LED projector rất là lớn trên dưới này các bạn này. Đó, LED cực sáng, cực đẹp luôn này. Đó, bạn LED này. Đó, chất chưa? Phần đầu cũng được làm rất là tinh tế này các bạn này. Đó, phần đầu xe rất tinh tế. Đây là mẫu xe flagship, xe máy điện flagship của VinFast mà. Logo VinFast đặt trên cái khiên mặt nạ như ở trên. Đó. Đèn xi nhan thì đặt ở dưới này các bạn nhá. Đèn xi nhan đây. Mâm xe này các bạn nhỉ, mâm xe 5 chấu sơn đen trông khá là đẹp. Kích thước là lốp là 100/80 R16 ở phía trước. Đó, có cái viền màu trắng trên cái phiên bản đen này. Ngoại thất màu đen và mâm cũng sơn màu đen các bạn nhé. Phanh đĩa ở phía trước tích hợp ABS để giảm sóc. Đây, giảm sóc của Showa luôn các bạn nhé. Rất là xịn sò của Showa luôn. Đây là phần để chân, đáy phẳng hoàn toàn, móc treo đồ, chìa khóa thông minh. Đây, những cái chi tiết này thì mình cũng đã từng giới thiệu với các bạn rồi. Màn hình full điện tử hiển thị rất nhiều thông tin luôn. Và cái kính này rất là trong. Có hai chế độ lái Eco và Sport này. Eco và Sport các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Phần yên này cũng được làm hai lớp dành cho người lái và người ngồi phía sau. Tay nắm dắt làm từ kim loại to bản cực kỳ luôn. Tất nhiên là sẽ không có hệ thống ống xả như những chiếc xe máy thông thường rồi, bởi vì đây là một mẫu xe điện. Đây là lốp sau này các bạn này, lốp sau to hơn các bạn nhá, cũng kích thước 16 inch, tuy nhiên kích thước lốp nó to hơn. Đó, lò xo trụ đơn đặt đối xứng hai bên sơn đen, nhìn rất là ấn tượng luôn. Các bạn yên tâm, chở nặng hay nhẹ thì để đi vẫn là rất là êm. Đó, ở phía sau cũng là phanh đĩa luôn các bạn nhá, phanh đĩa trước sau, và đặc biệt hơn là trước sau đều được tích hợp phanh ABS của Continental các bạn nhá, phanh ABS của Continental và cùng phanh của Nissin. Đó, toàn là những cái thương hiệu nổi tiếng trong giới hai bánh luôn. Đây là phần đèn sau này, cụm đèn hậu. Đó, cụm đèn hậu LED để tạo hình kim cương rất ấn tượng. Logo VinFast ở phía sau. Đó. À, đây mình cũng cho các bạn xem cái cốp chứa đồ trên chiếc VinFast Thềm này. Đấy, cốp mở điện này, các bạn sẽ ấn cái nút điện ở đây và nó sẽ bật lên cho các bạn. Đó, cốp chứa đồ này, đây là hai cái pin này, hai cục pin các bạn này. Hai cục pin trên chiếc VinFast Thềm này. Và đây cốp chứa đồ, các bạn có thể để được áo mưa này và một số cái đồ dùng cá nhân nhỏ. Mũ bảo hiểm nửa đầu thì các bạn có thể để trong này, chai nước hoặc là ấy ở đây. Đó.
Nói chung là cái không gian chứa đồ của nó không quá rộng, hơi nhỏ, tại vì nó phải hy sinh để hai cái cục pin khá là to này, pin lithium các bạn nhé. Đây là tổng thể phần xe này. Còn bây giờ có lẽ là bây giờ thì mình sẽ lên xe và chạy thử một chút nha các bạn nhá. Chạy thử cho anh em biết cảm giác của chiếc Thiên này nó mạnh mẽ và nó ấn tượng như nào khi các bạn chạy trong phố nhá. Mình thì đang có mặt tại gần Hồ Gươm nên mình sẽ chạy làm vòng Hồ Gươm các bạn nhá. Làm vòng Hồ Gươm xem nó chất như nào nhá. Hello, xin chào bạn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm chạy thử một chút chiếc VinFast Thiên đã được bàn giao đến tay khách hàng rồi các bạn nhá. Đây thì mình bắt đầu cầm lái xe. Đây là buổi tối thế nên nhìn cái đèn nó khá là đẹp các bạn này. Đó. Buổi tối nên nhìn khá là ấn tượng. Đầu tiên thì mình sẽ chạy với chế độ Eco để xem khả năng tăng tốc cũng như tốc độ giới hạn tối đa của nó là bao nhiêu km một giờ các bạn nhé. Mặc dù là chế độ Eco thôi, tuy nhiên xe cũng khá là bốc. Bây giờ thì sẽ hết đèn đỏ thì mình sẽ thử kéo hết ga xem nó được bao nhiêu km một giờ các bạn nhé. Eco thôi khá là bốc, khá là vọt. Chế độ sport chạy rất là bốc luôn các bạn nhé, rất bốc luôn này.